chấn động, bề trên ban phúc, tài lộc ùa về. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đúng 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, hốt cạn lộc trời, vận may liên tục kéo tới, trúng số bất ngờ, đổi đời chỉ sau một đêm. Quý vị thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn, những thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng không ngừng. Sau khi xem tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng, bước sang 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch này, sẽ có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Họ có thể không quá giàu có, nhưng có thể kiếm được cơ hội để thành công. Cụ thể là tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn, quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963, sẽ gặp được nhiều may mắn, được cát tinh soi chiếu, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đây là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp cho bản mệnh tìm được cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu nhất vùng thiên hạ. Đặc biệt nếu như bản mệnh biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ đổi vận bất ngờ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch của quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ diễn ra như thế nào? Vận may nào sẽ đến với con giáp này? Thì xin mời quý cô bác, anh chị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách và tài năng của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ hạng 12 con giáp. Và khi khởi vòng trường sinh, tính theo tiết khí, thì Quý Mão ứng với cung Lâm Quan, đứng trước nó là Dần, đứng sau nó là Thìn. Tuổi Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo thông minh, yên ổn may mắn, làm việc siêng năng, y lộc không thiếu, nam mạng có phúc phận, nữ mạng ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp với người đời, cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ, bàng bạc, họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt, hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới, họ cũng thích hưởng niềm vui nhục cảm. Phần lớn những người cầm tinh con giáp này Mão thích sống theo quần thể đông vui, không thích sự lẻ loi đơn độc. Người tuổi Mão sống ung dung, tự do tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Người sinh tuổi Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhờ thông minh lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có tài đức, xuất sắc hơn người. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Và họ cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kỳ thủ. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc,
tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024. Nhìn chung tháng 4 âm lịch năm 2024 là tiết tiểu hạ, là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Quý Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Cục diện tam hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Với người làm ăn, kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn. Khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, nên gặp khó khăn được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi 7 ngày đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch thấy rằng, Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Khoảng thời gian này, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới. Việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay bạn. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, bước sang 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Quý Mão đầu tháng sự nghiệp có tỷ kiên trong thập thần tác động, ngụ ý xuất hiện sự cạnh tranh trong công việc. Với tinh thần tranh đấu mạnh mẽ, nên người tuổi Quý Mão không khó để có thể chiến thắng đối thủ. Dù là học hành, công việc hay cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn vững lòng với tinh thần vươn lên đầy sức sống. Dù vận trình có chút thuận lợi, nhưng năng lượng xấu vẫn ẩn tàng nhiều hung hiểm. Bản mệnh tuổi Quý Mão cần chú ý nhiều mặt. Trong tháng có điềm báo, bị tiểu nhân vây hãm mà chịu tổn thương, có thể là do lỗi của bạn bè mà mình bị liên lụy, anh em, họ hàng không giúp đỡ, tự mình xoay sở tương đối vất vả, bạn có lòng giúp đỡ người khác, nhưng cuối cùng lại bị phán xét. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp lâm hãm địa, người này có chính quan tọa mệnh mang tới nhiều tin tức về quyền uy, quyền lực, mệnh chủ làm quan sẽ có tin tức về việc thay đổi vị trí công việc hoặc địa vị. Nhưng vì vận khí ngũ hành không ủng hộ, nên e là sẽ gặp xấu, họa thị phi, tranh chấp, thậm chí bị kiện tụng nếu không cẩn thận. Cục diện tương hại, làm cho vận khí lâm suy, nên người tuổi Quý Mão khá thiện cận, không có tầm nhìn xa trông rộng, tính tình hấp tấp, hiếu thắng, nên dễ tự mình hủy hoại vận khí của mình. Trong công việc, người tuổi Quý Mão cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận. Đặc biệt đối với những người hàng ngày tiếp xúc với những con số hay tiền bạc, tránh bất cẩn gây sai sót, nhầm lẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự nghiệp của bản thân. Vận khí chưa tốt, trong thời gian này người tuổi Quý Mão không nên khai trương hay thực hiện những công việc trọng đại. Việc kinh doanh, buôn bán chỉ nên tiến hành trên nền tảng cũ, tránh mở rộng về quy mô sẽ không có lợi. Người tuổi Quý Mão cũng đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận. Luôn giữ cho mình phương án dự phòng, để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, suy xét chu đáo, kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần mệnh chủ nguyện ý nỗ lực, thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Về phương diện tài vận, bước sang 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, bước sang tháng Kỷ Tỵ, ngay từ đầu tháng Tỷ Kiên lâm vượng vận, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Nhận được nhiều sự giúp đỡ về tài chính. Rất có thể con giáp này sẽ được người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp trợ giúp về tiền bạc để có thể yên tâm mà phát triển vận tài lộc của mình. Người tuổi Quý Mão cũng rất biết mình, biết ta,
biết bỏ xuống cái tôi của mình để cùng đồng đội hướng tới mục tiêu cao xa hơn. Với tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến người tuổi Quý Mão gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi, thêm vào đó trực giác nhạy bén và đầu óc nhanh nhạy. Dù vận trình trong tháng gặp không ít khó khăn, nhưng nếu kiên trì, cộng với kinh nghiệm, có niềm tin, quyết tâm, thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió, từ đó tài lộc sẽ về. Người tuổi Quý Mão kiên trì, sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm tiền, thì con giáp này sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết không từ nan, nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được những mục tiêu đã đề ra. Trong tháng, dù vận trình tài lộc có sự ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, song chưa có sự đột phá, trong vận trình vẫn có điềm báo hao tài, người tuổi Quý Mão cũng nên tỉnh táo, bởi tiền bạc trong tay phần lớn đều do tích góp và tiết kiệm. Việc đầu tư tài chính trong thời điểm này nên tính toán hết sức cẩn trọng, tránh bị thất thoát. Những người làm công nhân, công chức, viên chức, nhân viên hành chính với thu nhập từ chính tài ổn định cũng không cần phải lo lắng, chú tâm hoàn thành tốt công việc của mình thì không lo về cơm áo gạo tiền. Những người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ, tiền bạc phụ thuộc nhiều vào năng lực và sự cố gắng của bản thân. Bạn càng năng động, kiên trì vượt khó, vượt khổ thì trời không phụ lòng người. Từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho vận trình tài lộc của bạn được đảm bảo. Về phương diện tình cảm, 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, lúc này về phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão khá sôi động, vận nhân duyên được tỷ kiên tọa mệnh, lại lâm đế vượng, thúc đẩy nhân duyên, đào hoa khởi sắc. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong thời gian này dễ dàng có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu. Nhờ tính cách ưa giao thiệp, ưa nói chuyện, bạn rất thích nói chuyện với mọi người, đồng thời còn biết cách quan tâm người thân trong gia đình. Có thể thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Quý Mão tương đối khả quan. Với sự thông minh, mềm dẻo, khéo léo, dáng vóc ưa nhìn của mình, không khó để bạn có thể tiếp cận và thu hút người khác giới. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, bởi bạn rất dễ sa ngã bởi tình cảm ngoài luồng, dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp, tài vận. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, có nhiều áp lực trong công việc, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, quá tải, sức khỏe có phần bị giảm sút. Ngoài ra, người tuổi Quý Mão cần phải chú ý việc đi lại cũng hết sức cẩn thận. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nên nhớ là sinh hoạt, khoa học, ăn uống điều độ, chớ thức khuya, dậy sớm. Nên dành thời gian để thư giãn, giữ những suy nghĩ lạc quan, không nên than thân trách phận, khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể trong tháng. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết tuần lễ vàng cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong tháng 4 âm lịch, mời quý bạn mệnh hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo tử vi tuần đầu tiên tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định, cho dù đây được đánh giá là một tháng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ với Quý Mão. Nhờ tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch công việc thuận buồm xuôi gió, từ đầu tuần tới cuối tuần sẽ luôn có những cơ hội để Quý Mão có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cần nhanh tay nắm bắt và đưa ra quyết định một cách quyết đoán, để không bỏ lỡ vận may. Quý nhân vượng vận tăng cao, sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được không ít khúc mắc trong công việc. Dù bản mệnh cũng phải đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều và áp lực, nhưng việc khó sẽ được chia sẻ, tinh thần ham học hỏi và làm việc hăng say, mang lại không ít cơ hội thăng tiến, tăng lương cho Quý Mão. Bản mệnh lưu ý, tuần này xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển, tuy nhiên, đồng nghĩa với việc Quý Mão sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp, áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông, xuống biển. Quý Mão nên giữ vững tinh thần thắng không kiêu, làm việc luôn khiêm tốn và bình tĩnh để hạn chế sai sót và cũng là tránh để những kẻ tiểu nhân bắt thóp từ những việc không đáng, dù là nhỏ nhặt. Ngoài ra, nguyệt lệnh tháng lâm cung bệnh ám chỉ vận trình sẽ dần suy thoái,
thuận lợi ban đầu nhưng có thể sẽ có khó khăn về sau, có hao tài tốn của. Vì thế, đối với những việc quan trọng, bản mệnh đều phải suy nghĩ kỹ càng, toan tính trước sau, đừng nóng vội mà hỏng việc. Cùng với công việc khởi sắc, vận tài lộc trong tháng của tuổi Quý Mão có thể đánh giá là khá tốt khi có nhiều cơ hội để kiếm được tiền dựa vào chính sức mình. Dù là người làm buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương, cũng đều có thu nhập vượt trội. Cục diện tam hợp đưa đẩy, dẫn lối bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư thích hợp, mang lại lợi nhuận kha khá cho bản thân. Thời điểm này, Quý Mão vẫn có thể mở rộng kinh doanh, nhưng cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, không nên đưa ra quyết định quá mức vội vàng, bởi vẫn có những hung tinh rình rập, sẽ gây bất lợi cho Quý Mão bất cứ lúc nào. Nguồn thu nhập chính trong tuần chủ yếu vẫn dựa vào chính tài. Thứ tài chưa có sự khởi sắc rõ rệt, hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt nhắc nhở tuổi Quý Mão nên tránh xa những trò cờ bạc, đỏ đen, chuyên tâm tu trí làm ăn. Còn nếu cứ cố chấp làm giàu theo đường tắt, sẽ khiến Quý Mão thân bại danh liệt, vận may tiền bạc sẽ không đến với Quý Mão đâu, cơ hội kiếm tiền xuất hiện rải rác suốt cả tuần. Tuy nhiên, càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ. Hơn nữa, Quý Mão cũng nên dè chừng đối thủ kẻo bị đâm lén sau lưng. Việc vay mượn tiền bạc hoặc cho người khác vay tiền nên hạn chế tiến hành trong tuần này. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, Quý Mão cũng không nên đứng ra bảo đảm tài chính cho người khác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt. Trong tuần bán cát bán hung này, tuổi Quý Mão tốt nhất nên lấy tích lũy làm trọng, tiêu xài ở mức độ vừa phải, liệu cơm gắp mắm, dù thu nhập vẫn khả quan, cũng không nên tiêu tiền hoang phí chỉ vì cảm hứng nhất thời hay đôi phút bồng bột, bởi sẽ có những việc bất ngờ phát sinh phải chi tiêu nhiều tiền. Trong tay có tiền thì vẫn chủ động hơn. Xem tử vi tình duyên tuần đầu tiên của tuổi Quý Mão, các mối quan hệ tình cảm của Quý Mão tiến vào giai đoạn ổn định, người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với người bạn đời của mình. Xét về phương diện sức khỏe, trong tuần đầu tiên tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh lâm cung bệnh, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Mão sẽ không quá khả quan. Điểm báo tử vi cho thấy, sức khỏe của Quý Mão bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh tác động, bệnh cũ dễ tái phát, những triệu chứng suy nhược, kém ăn, kém ngủ, có thể sẽ diễn ra rất thường xuyên, lại có cả hung tinh ngũ quỷ rình rập, cho thấy bản mệnh có thể gặp phải tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Quý Mão cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh, vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Quý nhân, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Con số may mắn, 59, 64, 81. Tử vi tuần 2 của tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xem tử vi tuần 2 của tuổi Quý Mão cho thấy, về phương diện sự nghiệp, có thể thấy tháng này nhờ có thiên ấn nâng đỡ, nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch công việc thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống. Người đang tìm kiếm một công việc mới, hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi, thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao. Trong thời gian ngắn, ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ỉ ạch như trước đây. Bù lại, cuộc sống năng động giúp Quý Mão học hỏi được nhiều trong thời gian ngắn. Khi làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn, thì tuổi Quý Mão sẽ có một tháng hết sức sôi động, thi đua. Chẳng khiến Quý Mão bối rối, mà trái lại giúp Quý Mão mạnh mẽ hơn. Tử vi tuần 2, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Mão trong tuần mới được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn trước, từ khía cạnh thu nhập cho tới việc làm ăn hay làm thêm. Người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là Quý Mão nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Bản mệnh nên chăm chỉ tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi hơn sau này, không nên dùng tiền của mình đầu tư trong tháng 4 âm lịch này. Hơn nữa, Quý Mão cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu, để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho lựa chọn an toàn. Muốn giữ được tiền, Quý Mão cũng nên hạn chế việc mua sắm, tiêu xài hoang phí nhất định, không nên vì quá thích món đồ nào đó mà mua bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó Quý Mão sẽ cảm thấy hối hận. Tử vi tuần 2 này, nhờ ngũ hành tương sinh, nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm. Lịch trình của Quý Mão khá bận rộn, nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa, nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Tuy nhiên, trong các cuộc bàn bạc, lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp, có thể do mệnh có bệnh,
nên Quý Mão dễ giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé. Họ nhường là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này cũng rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống. Nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình, dù bận rộn nhưng Quý Mão biết sắp xếp để công việc tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Xem tử vi tuần 2 của tuổi Quý Mão, về khía cạnh sức khỏe tuần này, tuổi Quý Mão dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Có thể thấy Quý Mão thường xuyên mất ngủ khiến tâm trí lờ mờ. Nhìn chung, tuần này Quý Mão cần cải thiện trí nhớ của mình, nếu không sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập, công việc do một số sai lệch về trí nhớ. Nhắc nhở ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị, đừng chủ quan. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi xem cơ thể có hiện tượng là gì không, để kịp thời thăm khám và điều trị. Nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động, nhất là người già và trẻ nhỏ trong nhà Quý Mão, nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Quý nhân, tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, đen, nâu, con số may mắn, 48-63-95. Tử vi tuần 3 của tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xem tử vi tuần 3 của tuổi Quý Mão, về phương diện sự nghiệp, tuần này sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón Quý Mão, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để Quý Mão tạo ra sự đột phá. Quan trọng là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không, sau đó mới có thể tận dụng được cơ hội. Tuần này vất phải cục diện tương hại, con giáp này khó phát huy năng lực vốn có của mình. Khi gặp những cản trở trong quá trình làm việc, Quý Mão những tưởng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, mới phát hiện không đơn giản như vậy. Có nhiều thời điểm Quý Mão trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Quý Mão còn phải thường xuyên dè chừng những ánh mắt dòm ngó và soi mói từ đối thủ, tâm lý khá căng thẳng. Rất may là tuần này còn có sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Nguyệt Mã Thiên Ấn, đặc biệt là sao Thái Dương, nên Quý Mão nhanh chóng cải thiện tình hình, giành lợi thế chủ động. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Quý Mão lấy lại nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc con giáp này tự tay xoay chuyển vận mệnh trong tuần. Chỉ cần bản mệnh giữ bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi phù hợp và đón đầu thành công. Dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy dành thời gian này để học hỏi nhiều điều, để dần cải thiện chất lượng công việc của mình. Cát tinh Thái Dương còn cho thấy, nam mệnh trong tuần 3 này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Quý nhân của bản mệnh cũng chủ yếu là người nam lớn tuổi. Hãy lưu ý để không lỡ mất thời cơ gặp quý nhân. Nhìn chung, vận trình tuần này trước nghịch sau thuận, đầu tuần gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng, mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn, nhờ vào chính sự nỗ lực của bản mệnh. Tài lộc của tuổi Quý Mão trong tuần này được dự đoán không có quá nhiều đột phá. Ở thời điểm này, nếu có thể duy trì tình hình ổn định, tập trung và tích lũy, cũng được coi là tín hiệu tích cực. Nhiều người có tham vọng, nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tuần này thu nhập của Quý Mão chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, thứ tài không có nhiều. Do đó, Quý Mão nên tập trung làm việc, nhất là trong thời điểm sự nghiệp đang có phần bấp bênh như hiện nay. Những nỗ lực của Quý Mão chắc chắn sẽ đem tới kết quả xứng đáng. Thương hại án ngữ hoặc phá tài cũng dễ dàng xảy đến, hoặc nếu không cũng vất phải chiêu trò cạnh tranh bẩn hãm hại từ đối thủ. Cho dù có sao Thái Dương giúp làm giảm bớt sự hung hiểm, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nguy cơ. Quý Mão nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự, nên dành tới lúc cát khí vượng hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài ra, Quý Mão cũng được khuyên nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc, tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay. Đừng vì tình cảm mà cà nể, cuối cùng không chỉ mất tiền mà mất cả tình. Tuần 3 này, tuổi Quý Mão được cả hai cát tinh là Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Người đã lập gia đình lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bởi tháng này Quý Mão có thể sẽ có nhiều mối liên hệ xã giao khó từ chối. Nếu là liên quan tới công việc thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây ra hiểu lầm. Xem tử vi tuần 3 của 12 con giáp âm lịch, về sức khỏe tuần này, tuổi Quý Mão chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra,
công việc bận rộn cũng dễ khiến Quý Mão rơi vào tình trạng lao lực, bôn ba vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Con số may mắn 68, 74, 95. Màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh dương. Tử vi tuần 4 của tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi tuần 4 của tuổi Quý Mão, vận trình sự nghiệp của bản mệnh phát triển không theo kế hoạch nên Quý Mão cảm thấy lo lắng. Quý Mão có thể vấp phải sự lộn xộn về giờ giấc, thời gian, công việc, gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung, nên có sự sắp xếp khoa học hơn, nên chia sẻ rõ ràng quan điểm cá nhân nếu muốn giành được sự tán thành của những người xung quanh. Dù bản thân là người có năng lực, nhưng chỉ vì một số vướng mắc mà Quý Mão không phát huy được, thậm chí còn có cảm giác bị tù túng, không làm được việc gì khi đối mặt với áp lực. Tử vi tuần 4 của 12 con giáp âm lịch, thiên tài xuất hiện che chở để giúp tuổi Quý Mão thoát khỏi khó khăn tài chính. Thế nhưng, đi kèm theo đó là một số cái bẫy mà Quý Mão cần tỉnh táo để nhận diện. Cuộc sống gây nhiều áp lực cho bản mệnh về tài chính. Cho dù Quý Mão có nhiều tiền, nhưng có nguy cơ liên quan đến tranh chấp, giải quyết các khoản nợ nần, mâu thuẫn tiền bạc. Ngũ hành tương sinh cho thấy, đây là lúc để giảng hòa, gắn kết và yêu thương. Con giáp tuổi Quý Mão có thể tập trung vào lĩnh vực gia đình và cá nhân, không chỉ chú ý đến các trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân. Quý Mão cần lưu ý đến cái khác biệt trong quan điểm lắng nghe mọi người, thay vì cái vã căng thẳng. Thời tiết giáp mùa nóng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng không khí, khiến Quý Mão thường xuyên rơi vào tình trạng khó thở. Hãy chú ý hơn tới sức khỏe của mình, ăn nhiều hoa quả để gia tăng sức đề kháng Quý Mão nhé. Quý nhân, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu đen. Con số may mắn 63, 81, 95. Quý cô bác anh chị Quý Mão thân mến, để thành công, người tuổi Quý Mão nên biết điều này, biết sớm, giàu sớm. Tất cả mọi người đều có cùng tiềm năng, trí tuệ như nhau. Vấn đề chính là bạn có cài đặt được những chương trình ưu việt lên phần cứng của mình hay không. Có hai yếu tố nền tảng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó chính là hệ thống niềm tin và những giá trị sống của bạn. Yếu tố nền tảng thứ nhất, hệ thống niềm tin mạnh mẽ. Niềm tin của bạn chính là công tắc đóng mở khả năng tư duy và tiềm năng nội tại trong bạn. Nếu bạn không tự trang bị cho mình những niềm tin tích cực, hữu ích, thì các bước trong công thức thành công cũng hoàn toàn vô dụng, vì bạn chẳng bao giờ thật sự áp dụng được chúng. Hệ thống niềm tin của bạn quyết định những gì bạn mong muốn hoặc khao khát, cũng như việc bạn có bắt đầu hành động để đạt được những điều đó hay không. Nếu bạn có những niềm tin tiêu cực như việc này quá khó, tôi còn quá non nớt, làm được việc đó là điều không tưởng hay tôi không có đủ khả năng, thì gần như chắc chắn là bạn sẽ không đặt ra những mục tiêu to lớn và đầy cảm hứng cho bản thân. Thậm chí nếu không có những niềm tin tích cực, bạn sẽ không bao giờ dám đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho mình. Và dĩ nhiên, sẽ không một ai có thể thật sự đặt ra mục tiêu cho bạn được. Hơn nữa, những niềm tin tiêu cực về bản thân, cũng như cái nhìn bi quan về hoàn cảnh hiện tại của bạn, sẽ khiến bạn bỏ cuộc ngay cả trước khi bắt đầu, hoặc chỉ cần gặp phải một chướng ngại nhỏ trên đường, thay vì kiên trì hành động theo những bước cơ bản trong công thức thành công tuyệt đỉnh cho tới khi đạt được kết quả như ý, bạn sẽ bỏ cuộc. Nói tóm lại, nếu bạn không tin rằng mình có đủ phẩm chất cần thiết hay nghĩ rằng việc đó quá khó khăn, rất có thể bạn sẽ đầu hàng ngay từ đầu. Vì thế, phát huy những niềm tin mạnh mẽ và tích cực sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Yếu tố nền tảng thứ hai, giá trị sống là động lực thúc đẩy bạn. Chìa khóa thứ hai của công thức thành công tuyệt đỉnh chính là những giá trị sống của bạn. Những giá trị sống cũng giống như những nút bấm cảm xúc, điều khiển hành vi của bạn. Đó là những thứ bạn xem trọng trong cuộc sống, vì thế chúng được gọi là giá trị sống. Cách nhìn nhận của mỗi người về những giá trị sống như thành công, tự do, an toàn, tình cảm và hạnh phúc rất khác nhau. Đồng thời, thứ tự sắp xếp các giá trị này trong tâm trí mỗi người sẽ quyết định những lựa chọn và hành vi của họ. Ví dụ, một số người có động lực làm giàu mạnh mẽ bởi vì họ muốn điều đó mang lại cho họ sự an toàn. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, tôi luôn có một nguồn dự trữ đáng kể. Trong khi đó, một số người khác cũng có cùng mong muốn làm giàu, nhưng họ lại lấy động lực từ những giá trị sống khác như tự do chẳng hạn. Tôi muốn kiếm đủ tiền để có thể được tự do,
tự do bỏ công việc nhàm chán hiện tại, tự do lựa chọn làm công việc yêu thích của mình, tự do về thời gian. Điều quan trọng nhất, cho dù những giá trị sống của bạn là gì, chúng cũng cần phải tương ứng với những mơ ước của bạn. Lý do khiến nhiều người cảm thấy không có động lực thực hiện ước mơ của mình là vì những giá trị sống của họ không tương ứng, thậm chí tương khắc với những mơ ước đó. Đến đây thì tôi tin chắc rằng bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hai yếu tố nền tảng, hệ thống niềm tin và những giá trị sống trên con đường vươn tới thành công của bạn. Còn bây giờ, đã đến lúc bạn bắt tay vào hành động. Vâng, quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.